Thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đăng thư ngỏ gửi cho Tổng thống Donald Trump để lên án Trung Cộng. Tin đến từ thủ đô Washington, các đại diện của cộng đồng người Việt tự do trên khắp Hoa Kỳ vừa soạn thảo xong một bức thư ngỏ gửi cho Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp thượng đỉnh của Hoa Kỳ và Trung Cộng tại Florida trong tuần tới đây. Bức thư ngỏ sẽ được đăng trên báo Washington Times vào ngày 2 tháng 4 năm 2017, xác nhận rằng người Việt Nam trong và ngoài nước rất quan tâm tới việc Trung Cộng đã vi phạm các nguyên tắc và luật pháp quốc tế. Nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đã vi phạm trầm trọng nhân quyền của người dân trong nước Trung Hoa, dung dưỡng chế độ Cộng sản Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân, xâm chiếm Tây Tạng, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam với sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò trên 80% diện tích Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế. Về mặt kinh tế và môi trường, Trung Cộng đã đánh cắp dữ kiện bí mật quốc phòng, khoa học và thương mại của Hoa Kỳ cũng như của thế giới, không tuân thủ luật pháp quốc tế về thương mại, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, sản xuất hàng hóa và thực phẩm độc hại. Bức thư ngỏ cực lực lên án và tố cáo trước công luận quốc tế những vi phạm và hành động nói trên của Trung Cộng, đồng thời thỉnh cầu Tổng thống Donald Trump và các vị nguyên thủ của các quốc gia tự do cần phải có chính sách và thái độ cương quyết hơn. Bức thư ngỏ cũng yêu cầu quốc tế can thiệp, buộc nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016, trả lại chủ quyền Biển Đông cho các quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bức thư ngỏ sẽ được đăng trên trọn một trang của tờ Washington Times với giá là 6.000 Mỹ Kim. Nhóm soạn thảo thư ngỏ kêu gọi người yểm trợ tài chính cho nỗ lực này bằng cách gửi chi phiếu trả cho fed.vocusa với dòng ghi chú là đăng thư ngỏ. Chi phiếu xin gửi về Dr. Mỹ Hạnh Trần, PO Box 262066, thành phố Tampa, tiểu bang Florida, zip code 33685.